bóng hình ảnh của những loài đua nhau khoe sắc thắng. Giáo hội đặc biệt dành riêng tháng năm để tỏ lòng tôn kính Đức Mẹ. Mẹ là nữ vương hòa bình, Mẹ là quan thầy giáo xứ chúng con. Với chủ đề Dân Mẹ Tình Con, chúng con muốn dâng lên Mẹ những loài hoa mộc mạc dễ tìm thấy trong cuộc sống hàng ngày, là hoa hồng với sắc đỏ tình yêu, là khóm huệ trắng tượng trưng cho tấm lòng đơn sơ trong sạch, hoa cúc vàng niềm tin kiên vững noi gương Mẹ, sắc tím từ những bông hoa hy sinh nhỏ bé của chúng con. Những khóm hoa ấy được nâng niu trên những đôi tay bé xíu của các em thiếu nhi, từ ngành chiên con đến ngành thiếu. Hoa thiên nhiên đồng nội cuộn lẫn với hoa lòng, hoa thánh thiện, hoa màu nhiệm của ơn thánh tươi nở trong linh hồn chúng ta. Tất cả cùng tỏa hương thơm và khoe sắc trên bàn thờ kính Mẹ, kính dâng lên Mẹ một trời hoa.
Mẹ ơi, con yêu mẹ, yêu từ hồi thơ bé, yêu tha thiết bao la và yêu mãi mẹ thôi. Chúng con cũng từng là những em thiếu nhi bé thơ. Ngày hôm nay, chúng con trở thành thiếu nhi ngành nghĩa sĩ, là dự trưởng, huynh trưởng, biểu trưng cho lớp trẻ đầy nhiệt huyết, hoài bão. Hồn con lặng lẽ yêu vui, mình những ngọn nến lòng hiếu
con xin kính chào cộng đoàn. Để giờ mày có quay không vậy? Hôm nay mùng 4 tháng 5 Ủa, đây là ba.